Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 500 cái token MFI. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn Join Airdrop. Sau đó thì mọi người sẽ join vào Telegram. Quay trở về, join tiếp vào kênh thứ hai của nó. Rồi, sau đó quay trở lại này. Mọi người follow Twitter và retweet bài đăng. Bấm chọn theo dõi. Rồi, tiếp tục mọi người sẽ bấm chọn like và retweet lại cái bài đăng này. Sau đó quay trở lại bot. Mọi người join vào kênh Discord. Rồi, chấp nhận lời mời. Rồi, mọi người kéo sang phải. Gạt cái màn hình sang phải nhé. Đó thì mọi người xem là ở đây thì nó chưa xuất hiện cái kênh Move File. Thì mọi người sẽ tìm ở dưới này nhé. Để xem là nó có phải xác minh hay không. Nhiều khi nó không tự vào á. Rồi ok, như mọi người thấy thì nó đã nằm ở trong đây nhé. Mọi người bấm vào đây này. Rồi sau đó bấm vào chữ Verify này cho mình. Ok, ở đây thì mọi người sẽ đánh vào dấu tích này. Rồi sau đó quay trở về bot. Mọi người sẽ join vào kênh liên kết của nó. Và tiếp theo mọi người sẽ retweet lại bài đăng ở trong kênh liên kết nhé. Rồi ở trong kênh này thì mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng. Rồi, đây chính là cái bài đăng của nó đây. Mọi người sẽ like và retweet. Rồi, quay trở về. Bấm chọn Regit. Rồi, sau đó xác minh hình ảnh captcha này. Tiếp tục gửi địa chỉ email. Rồi, sau đó gửi địa chỉ ví này. Rồi, tiếp tục nhập profiling Twitter. Mọi người copy luôn cái này. Sau đó thì mọi người sẽ chỉnh sửa lại username nhé. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ gửi cho nó cái đường link retweet bài đăng. Mọi người quay trở về Twitter này. Rồi bấm vào avatar. Chọn mục hồ sơ. Sau đó bấm vào tweet và trả lời nhé. Rồi tìm đến cái bài đăng mọi người đã retweet. Đây này. Đó, mọi người nhìn thấy không? Mọi người bấm vào đây để copy link. Và quay trở về bot. Nhập vào. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn I have và join này. Tiếp theo mọi người sẽ nhập username của Discord. Rồi chọn I have và join. Tiếp tục một lần nữa. Chọn don. Rồi quay trở lại menu chính. Và mọi người bấm vào information kiểm tra thông tin nhé. Thì dự án này nó sẽ bắt đầu phân phối vào ngày 29 tháng 5. Và nó sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 5 nhé. Ok mọi người. Như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.